Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella, Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Roma, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italy từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2016, thăm Tòa Thánh Vatican ngày 23 tháng 11 năm 2016. Tối ngày 21 tháng 11, chuyên cơ của Chủ tịch nước đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Ciampino ở thủ đô Roma, ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân có đại diện chính phủ, Bộ Ngoại giao Italia, Đại sứ Italia tại Việt Nam, Cecilia Piccioni, Đại sứ Việt Nam tại Italia, Cao Chính Thiện và Phu Nhân, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và đại diện cộng đồng người Việt tại Roma. Ngay sau khi đến thủ đô Roma, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Italia và nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đông đảo bà con đại diện cho cộng đồng kiều bào Việt Nam cùng các cháu học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam tại Italia tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kết hợp song phương với đa phương, góp phần đóng góp tích cực cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hai nước. Chủ tịch nước mong muốn mỗi người Việt Nam trong cộng đồng hơn 5.000 người tại Italia sẽ là một nhịp cầu góp phần quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đưa hai dân tộc Việt Nam-Italia ngày càng gần gũi. Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con Việt Kiều tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, duy trì phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về cội nguồn quê hương đất nước. Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước và luôn coi bà con là một bộ phận ruột thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân sang thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italy đã được tổ chức tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Roma vào trưa nay ngày 22 tháng 11 theo giờ địa phương, tức là cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội.